Xin chào đại gia đình mình nhá. Đấy, như hôm qua mình đã chia sẻ với mọi người video là mình tưới humic với cả axit amin ấy. Mình hòa là một khối axit amin là mình hòa cho một cân rưỡi axit amin. Humic thì mình hòa là một gói 800 lít đấy. Và mình tưới độ khoảng một gốc khoảng 10 đến 15 lít nước. Hôm qua là mình tưới tầm 15 lít nước. Thì hôm nay nhà vườn mình lại tiến hành mình đi tưới lại bằng nước lã đây mọi người này. Đấy. Mình tưới lại bằng nước lã như này luôn mọi người nhé. Cao Phong báo mưa, chờ mưa nhưng mà từ hôm qua đến hôm nay chả mưa tí nào luôn. Tối hôm qua cũng lại mưa được vài hạt mọi người. Lác đác gọi vài hạt thôi. Đấy. Đây là thực tế của nhà vườn mình đang làm, mình đang tưới cam đây mọi người. Đấy. Xin chia sẻ với mọi người thực tế công việc của nhà mình làm. Đây là vườn cam V2 của nhà mình mọi người nhé. Đấy. Như mọi người đang xem, mời mọi người tham quan vườn V2 của nhà mình này. Đấy. Quả rất là to luôn mọi người nhé. Vườn V2 này. Cực đẹp luôn mọi người nhé. Nói chung là thời điểm này thì quả nhà mình vẫn đạt, giai đoạn sau thì không biết là thế nào đây mọi người này. Nhưng ở V2 nhà mình đợt này thì quả giai đoạn này là vẫn đạt. Nó đã thành thân gỗ mọi người nhá, nhưng không biết là liệu nó có rụng hay không. Đấy, nó thành thân gỗ rồi mọi người này. Đấy, quả kìa mọi người kìa. Kia nữa kìa, mọi người xem kìa, quả kìa. Đấy, mọi người nhìn thấy không ạ? Quả này. Đạt mọi người nhá, đến thời điểm này thì cam nhà mình nói tóm lại là cũng đạt mọi người. Nhưng mà giai đoạn sau thì không biết thế nào. Phụ thuộc vào thời tiết cũng rất là nhiều. Đấy. Đây mọi người nhìn này. Quả đây. Nhưng mà cũng không nói trước được điều gì đây này. Nhưng quả này thành thân gỗ nó vẫn nhả này mọi người này. Ít mưa quá mọi người. Nó để khô hạn quá mà bị sốc nước hoặc là mình đói ăn thì giai đoạn này nó cũng vẫn đẩy lộc, nó vẫn đẩy quả mọi người nhá. Nhiều các bác hỏi tại sao mà cây yếu nó lại ra hoa ra lộc rất là nhiều, cây yếu lại ra lộc rất là nhiều, tại vì bản năng của cây mà khi rễ với lá nó là một thể thống nhất, khi mà rễ nó phát triển và mùa này là rễ nó phát triển mà lá nó ít thì bắt buộc nó phải đẩy sớm hơn những cái lá cây bình thường, cây khỏe, cây nhiều lá. Thế nên là kỹ thuật để giữ làm sao được cái bộ lá già còn nhiều thì quả sẽ giữ được nhiều hơn. Đấy. Xin chia sẻ với mọi người. Cái trong video hôm nay thì mình chia sẻ mọi người cái cách này, nhà mình vẫn hay tưới cái thằng humic với axit amin để mình tưới lại bằng nước lã này thôi. Đấy. Và lưu ý với mọi người là cái axit amin ấy, thì nó biết là một dòng hữu cơ mọi người nhá, nhưng mà nó cũng làm ra được thành đó thì nó cũng có nhờ những cái axit, vậy nên là nó cũng mang một tính một chút những axit. Vậy nên là mọi người vào những cái mùa mưa ấy, mà mọi người biết là mùa mưa thì là nó làm giảm cái độ pH rồi, nó tính axit nó rất là nhiều, mà mình lại tưới thêm cái thằng axit vào nữa thì nó lại càng làm giảm độ pH. Vậy nên là mọi người lưu ý là trong cái tháng 5, tháng 6 đấy, có nghĩa là cái tháng nóng thì mọi người lại đất nó khô hạn thì độ pH bao giờ nó cũng cao. Vậy nên là mọi người sẽ lại giữ ẩm, tưới bằng những cái dòng axit amin thì dễ nó mới ăn được. Còn khi vào mùa mưa thì mọi người lưu ý là mọi người không tưới những cái dòng axit amin vào mùa mưa, như là tháng 7 mưa dầm đấy, mưa ngâu đấy, mùa mưa ẩm thấp suốt đấy, thì mọi người không tưới axit amin cho mình. Mọi người lúc đó chỉ tưới nguyên cái thằng humic để kích rễ thôi. Đấy là xin chia sẻ mọi người để nâng cao cái độ pH lên, hoặc là mọi người rắc vôi. Đấy là xin chia sẻ lưu ý với mọi người và cái cách sử dụng humic cũng như là cái axit amin cho nó một cách nó toàn diện hơn. Thì xin chia sẻ video trong video ngày hôm nay với mọi người. Đấy, như mọi người đang nhìn cam V2 của nhà mình đấy. Đấy. Quả cây đây mọi người nhá. Nói chung là đến thời gian hiện tại như bây giờ thì là cam của nhà mình vẫn đạt. Thực tình chia sẻ với mọi người. Đấy. Đây mọi người này. Rất là nhiều quả luôn mọi người nhá, nhưng không biết là sau nó sẽ thế nào. Đấy. Xin chia sẻ với mọi người nhá. Và cây cam đây là cây cam mình là thuần già cây rồi. Nên là mình không khoanh mọi người nhá. Nhiều các bác hỏi là thế ta có cam V2 năm nào cũng khoanh nhà ấy, thì mình xin chia sẻ mọi người không phải như vậy mọi người nhé. Khi những cái cây cam năm đầu tiên thì mọi người phải bắt quả, thì mọi người phải tiến hành mọi người khoanh để cho nó thuần cây. Còn những cái năm sau tùy theo thể trạng của cây, nếu như cây của các bạn nó quá sung, nó khỏe quá ấy, thì mọi người bắt buộc vẫn tiến hành khoanh, trừ khi là mọi người khoanh khi hết quả rồi thì mọi người được khoanh. Còn nếu như mà còn quả chín mà vẫn còn chưa bán thì mọi người không được khoanh. Đấy là mình vẫn hay làm như vậy, thì mình chỉ phun giữ thôi. Đây là vườn cam thuần cây của nhà mình rồi thì mình không khoanh mọi người nhá. Nhưng quả này mọi người nhìn đấy, thế nên là mình xin chia sẻ với mọi người. Thì nhà mình cũng có sử dụng những cái dòng thuốc là phân tầng quả cộng với GA3
mình phun. Thì những mọi năm thì mình hay phun bằng cái G3 bằng viên, nhưng năm nay thì nhờ cũng chia sẻ kênh thì cũng có các bác bảo là G3 bằng cồn nguyên chất thì hòa nó sẽ hiệu quả hơn. Thì mình đã thử nghiệm và đúng thật thì mình chia sẻ thì thấy nó cũng hiệu quả hơn. Thì mình từ sang năm mình sẽ phối phân tầng cộng với cái G3 bằng cồn mọi người ạ. Đấy. Và xin chia sẻ với mọi người, những ai cần thì sang năm mình sẽ lại chia sẻ tiếp với mọi người. Đây như V2 nhà mình này. À, đây là video mình chia sẻ với mọi người ngắn gọn thế này thôi. Thì mình cũng đi tưới đây mọi người nhá. Thì rất là mong mọi người luôn đồng hành ủng hộ kênh cho mình. Đến đây mình xin tạm dừng video tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau. Thân ái chào mọi người nhé.